xin chào các em hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phân môn hình học ở những giờ trước thì chúng ta đã được biết về các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông hôm nay cô và các em cùng ôn lại trường hợp thứ nhất nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau và chúng ta gọi là trường hợp cạnh góc cạnh trường hợp thứ hai nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau và được gọi là trường hợp góc cạnh góc trường hợp thứ ba nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau và chúng ta gọi là trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thêm các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông. Tiết 38, các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. 1. các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông. Bây giờ áp dụng các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông, các em làm cho cô câu hỏi chấm 1. Trên mỗi hình 143, 144, 145 có các tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao? Trước tiên xét hình 143. Chúng ta thấy theo ký hiệu chúng ta có tam giác ABC, AH vuông góc với BC và HB bằng HC. Như vậy, xét hai tam giác ABH và tam giác ACH, chúng ta có AH là cạnh chung, góc AHB bằng góc AHC bằng 90 độ. BH bằng CH theo giả thiết. Suy ra tam giác ABH bằng tam giác ACH theo trường hợp cạnh góc cạnh. Hình 144 Chúng ta có tam giác DKE và tam giác DKF. Hai tam giác này cũng có góc DKE bằng góc DKF bằng 90 độ. Có DK là cạnh chung. Có góc EDK bằng góc FDK. Theo giả thiết suy ra tam giác DKE bằng tam giác DKF trường hợp góc cạnh góc Hình 145 Tam giác OMI và tam giác ONI có góc OMI bằng góc ONI bằng 90 độ. OI là cạnh chung. OI là cạnh chung của hai tam giác này và cũng chính là cạnh huyền. Góc MOI bằng góc NOI theo giả thiết suy ra tam giác OMI bằng tam giác ONI trường hợp cạnh huyền góc nhọn chúng ta tổng kết lại ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông đã học đó là trường hợp cạnh góc cạnh trường hợp góc cạnh góc và trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Vậy, nếu hai tam giác vuông có cạnh huyền bằng nhau và một cạnh góc vuông bằng nhau thì liệu rằng hai tam giác vuông này có bằng nhau hay không? Xét trường hợp cụ thể. Cho hai tam giác vuông ABC và tam giác DEF có AC bằng DF bằng 6 cm. BC bằng EF bằng 10 cm. Em hãy dự đoán xem hai tam giác này có bằng nhau hay không. em hãy quan sát. Khi đưa tam giác DEF chồng lên tam giác ABC thì chúng ta thấy hai tam giác này chồng khít vào nhau. Như vậy chúng ta khẳng định được rằng tam giác ABC bằng tam giác DEF. Và khẳng định được này chính là nội dung của định lý trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông. Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Giả thiết kết luận của định lý. Tam giác ABC và tam giác DEF có góc A bằng góc D bằng 90 độ. BC bằng EF. AC bằng DF. Kết luận tam giác ABC bằng tam giác DEF Bây giờ các em sẽ cùng cô giáo đi chứng minh nội dung định lý Hai tam giác ABC và tam giác DEF có BC bằng EF và cô đặt độ dài của chúng là bằng a AC bằng DF đặt độ dài của chúng bằng b. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh nội dung định lý. Xét tam giác ABC có góc A bằng 90 độ. Theo định lý Pythagore, chúng ta có BC bình bằng AB bình cộng AC bình, hay chính là a bình bằng AB bình cộng B bình. Suy ra AB bình bằng A bình trừ B bình. Tương tự như vậy, tam giác DEF có góc D bằng 90 độ. Nên chúng ta có EF bình bằng DE bình cộng DF bình theo định lý Pythagore. Thay EF bằng A vào ta có A bình bằng DE bình. Thay DF bằng B ta có cộng với B bình suy ra D bình bằng A bình trừ B bình từ 1 và 2 chúng ta thấy AB bình và DE bình đều bằng A bình trừ B bình cho nên ta kết luận được rằng <laughs> rằng AB bình bằng DE bình suy ra AB bằng DE Như vậy tam giác ABC và tam giác DEF có 3 cặp cạnh tương ứng bằng nhau. Ta suy ra tam giác ABC bằng tam giác DEF theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Hoặc tam giác ABC bằng tam giác DEF theo trường hợp cạnh góc cạnh. Đó là cạnh AB bằng cạnh DE, cạnh AC bằng cạnh DF. Và góc A bằng góc D bằng 90 độ. <laughs> Như vậy, hai tam giác vuông có một cạnh huyền và một cạnh góc vuông bằng nhau thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Áp dụng định lý, chúng ta làm câu hỏi chấm 2. cho tam giác abc cân tại a kẻ ah vuông góc với bc chứng minh tam giác ahb bằng tam giác ahc bằng hai cách cách thứ nhất Chúng ta thấy tam giác ABH và tam giác ACH có góc AHB bằng góc AHC và cùng bằng 90 độ. Như vậy đây là hai tam giác vuông. Có AB bằng AC theo giả thiết, bởi vì tam giác ABC là tam giác cân. Có AH là cạnh chung. Vậy tam giác ABH bằng tam giác ACH theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông cách thứ hai chúng ta thấy hai tam giác abh và tam giác ach có góc ahb bằng góc ahc bằng 90 độ có ab bằng ac theo giả thiết có góc b bằng góc c vì tam giác abc cân như vậy tam giác ABH bằng tam giác ACH theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Bài tập 64. Các tam giác vuông ABC và DEF có góc A bằng góc D bằng 90 độ. Có AC bằng DF hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau về cạnh hay về góc để tam giác abc bằng tam giác def cần thêm điều kiện về cạnh thứ nhất là cạnh ab bằng cạnh de thì chúng ta sẽ được hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh hoặc bc bằng ef thì chúng ta sẽ được hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông bổ sung yếu tố về góc chúng ta cần có góc c bằng góc f thì hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Như vậy, các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông về cạnh góc vuông thì hai tam giác có hai cạnh hai cặp cạnh góc vuông bằng nhau thì hai tam giác vuông đó sẽ bằng nhau. Về cạnh góc vuông và góc nhọn về cạnh huyền, góc nhọn và về cạnh góc vuông, cạnh huyền. Đây là các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông. Bài tập 63. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC, chứng minh rằng ý A hb bằng hc góc bah bằng góc cah có hướng dẫn kem tự làm và vở trước tiên chúng ta sẽ chứng minh tam giác ahb bằng tam giác ah abh bằng tam giác ach thì chúng ta sẽ suy ra được HB bằng HC vì đây là hai cạnh tương ứng. Tương tự như vậy, chúng ta cũng suy ra được góc BAH bằng góc CAH là hai góc tương ứng. Ở nhà các em sẽ học cho cô các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông. Lưu ý hai trường hợp đặc biệt đó là trường hợp cạnh huyền góc nhọn và trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Hoàn thành bài tập 63, 65, 66 trong sách giáo khoa và chuẩn bị cho cô tiết luyện tập. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi.